Yeah.
Rồi bà lại. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lấy cơm nó đủ ấy, em đủ 4 cân ấy. Lên bao nhiêu? 3.000. Bảy em đây hết à? Vâng. Anh nhà còn không? 3 cân đi bà lấy. 1 cân. Cân bao nhiêu ba? 3.000. Khó thế. Oh.
mình mệt lắm mày cả. Nó hả tao à? Chặt lại bắt con hạ xuống thú đi. Nó hả tao? Đi đi. Tao. Tao chiến nó. Em muốn tao. Ơ. Đấy. Đây mà tại anh chết đây. Ý. Anh mà hằng ngủ mà. Đâu? Dạ anh ngủ rồi ạ. Ha. Nè. Bụm nát. Dạ. Nè. Nhi. Đây, lấy ra. Ê, thích kìa. À, đây, thích kìa. Đây, 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 mẹ lấy gùi ra đây.
con sẽ đây. Đấy, cho em ở đây nhá. Đấy. Ý. Em ơi. Ấy ơi ơi ơi. Giờ em đau chứ. Đó. À vừa đây, đây đây mẹ mẹ lấy. Mẹ lấy thịt cho em ăn đây. Rồi. Đây. Ăn giỏi gà ấy, em ăn của em à. Em ăn. Yo. Cắn cả tay mẹ đi. Ừ. Nhái vào. Một ngày đi mua đất này. Và gần như mắc bao nhiêu cửa biển nó tại. Mẹ. À, ồ, con gà đó. Con gà nhíp nhíp mà. Rồi, đúng không nào nào. Mẹ. Đưa lên. Đấy. À, nó à. Nào. Ê, 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 ê. Đi rửa tay đây. Ăn nhá. Con gà. Đâu rồi? Thank you.